Bọc Peter mùa miếng nướng. Chào ông bà chú với đi khán giả. Con đang ăn ốc mà con đang ăn ốc á. Giờ con sẽ ăn ốc ở đây để trên chi hết chỗ rồi. Giờ con sẽ ở dưới đây ăn. Con nhìn nè, nhảy gọi nước trước rồi giờ chọn một món à. Xíu người ta đem nhiều món nha. Rồi, xíu người ta đem nhiều món cho sữa hả? Xin chào ông bà cô, chúc bà cô chú anh chị nhiều sức khỏe nha. Dạ rồi, cô mang món mới nữa nè. Ốc hương trứng muối. Cảm ơn cô con. Cảm ơn cô. Dạ, rồi con ăn sữa. Sữa ăn ngon không? Ngon con. Ngon không con? Phải thử. Cay quá. Cho con đi biết rồi, cay hả? Con không ăn cay được. Nãy quên dặn đừng cay. Đây ăn hôm nay có ai ta, có bà xã Phương Dừa nè. Với lại ai đây ta? Rồi ăn đi con. Này mấy bạn nhỏ thèm ăn ốc. Lại không? Tôi đi làm lại cho con khỏi cay. Làm thôi, lại đi. Thôi con, làm thêm cái khác hả con? Con cảm ơn con, cảm ơn cô. Cảm ơn cô. Cảm ơn cô. Cảm ơn cô. Ok mẹ ơi. Cô chủ quán. Cay quá hả con? Bữa con ăn nhớ, cha nhớ con ăn được mà ta. Con đâu ăn được. Không được hả? Đây. Cái này là món gì ta? Sò điệp, nướng mỡ hành. Mày có vai tay chiên không? Con này là sò lông ha. Đúng rồi. Này sò lông hả? Đó. Bây giờ chỉ có trà sữa với... Cái rượu với phô mai nữa. Với lại Thế Vĩnh với bà xã Phương Dừa với Phương Dừa hả? Còn lát có mấy anh chị tới sau. Cái món gì kệ? Kìa, chú làm mấy quạt cho con kìa. Cho con mát kìa. Cảm ơn. Cảm ơn chú. Cảm ơn chú. Ok. Cài. Mẹ ăn đi. Để mẹ con ăn đi. Cho quay được rồi. Mẹ có cái gì để ghiền vô không? Biên hôm qua ngồi gần mẹ nè, cho quay dễ hơn. Mẹ con đang kêu lấy thăm nha. Quay hai anh em nè. Mẹ có cái gì để chọn chưa? Mẹ có cái gì để chọn cho ăn không? Cái gì con? Ngon đi ăn quá. Con đang ăn ốc gì giới thiệu ông bà cô chú anh chị coi. Con đang ăn ốc lên sò dừa nha ông bà cô chú anh chị. Mẹ ơi không có cái gì đi ơi đi vô ăn. Hút cái đó bị hút. Hút được không vậy? Có đồ lễ không? Có cái tâm lễ cho em không? Cái đuôi ốc. Ủa bé sữa nhìn đâu vậy? Con đi nhận cái tấm hầm ốc. Hả? Con đi nhận ốc. Ngon thiệt. Ngon không con? Mẹ mượn cho đủ. Con cảm ơn cha chưa? Mượn nha. Bé sữa cảm ơn cha chưa? Bé sữa cảm ơn cha chưa? Hả? Bé sữa cảm ơn cha chưa? Chị dẫn đi ăn cảm ơn cha chưa? Hả? Cảm ơn cha. Cảm ơn hai cho bố mẹ. Anh hai cảm ơn cha chưa? Thôi sữa ăn cái con này đi. Con nó mày hút không được, em chút con làm cái con. Để ăn cái này đi sữa. Ngon ăn này. Mày ăn ốc hương này. Cái này ngon nè. Bình thường sẽ ăn cái con này nè. Nè, sò đẹp nè. Sò bịp. Sò bịp cũng ngon. Ôi, ốc hương nè, ốc hương nè, này người ta rang muối ớt hả, rang trứng nè. Dạ, còn đây là ốc lên sò dừa. Em ăn mẹ. Giỏi. Mấy bạn nhỏ thèm bữa giờ mà Phương Dừa đi công tác á, Phương Dừa không có dẫn mấy bạn nhỏ đi ăn được. Hôm nay Phương Dừa có nhà nên Phương Dừa tranh thủ dẫn mấy bạn nhỏ đi ăn. Ủa mẹ hai cái này luôn. À. Mẹ có cái gì không?
mẹ đi cứ ta nha. Con giấy lấy cho em thằng giấy. Không đi cứ ta luôn. Hả? Đi cứ ta luôn. Cái gì? Đi cứ ta luôn. Ông mới ăn đi rửa về để lấy khăn ướt con. Ơi. Thôi ở ngoài đó con kẹ. Có khăn ướt rồi. Lau con. Cảm ơn mẹ em. Giỏi. Để sửa thử lại ốc ăn luôn đi. Nè, lấy cái muỗng ra coi nhìn sóc nè. Để sửa tự nó sửa tự lại ốc ăn ngon không? Lát cô xuống khen ngon để cô vui nha. Cô chú quán vui nha. Mua giùm mẹ em. Có tiền đó không? Mẹ chạy bán dưới số hả? À, sửa mua giùm mi. Không. Hả? Thì không, con không biết. Con biết mua hả? Chị bán mấy sữa muốn mua giùm cô chị mấy tờ mẹ mua cho. Trời ơi, trên trường có một bạn gì đó, có một bạn gì chưa ăn á. Bạn Xuân nè, bạn Hương ăn nè. Làm sao? Ở trên trường á, bạn không có ai ăn hết. Bạn Xuân Huy nè, rồi bạn Xuân này rồi bạn Hiên ăn nè. Không chịu ăn hết. Không chịu ăn hả? Mà còn ngồi nói chuyện. Vậy hả? Rồi con có nói cô giáo không? Cô Trang không? Không, cô giáo với cô Yến với cô Trang thấy. Rồi cô Yến, cô Trang có nói gì không? Là nói thật, nói. Vậy hả? Bữa sau con nói mấy bạn ăn nha. Cảm ơn mẹ. Sao đổ cái nỉ hết rồi. Sướng quá ha, ngồi có người lễ ốc cho ăn sướng quá ha. Muốn tự lễ ăn nhau. Dưới này không có ốc đó nhỉ. Mình che mình kìa. Mà thấy đỏ mẹ hát không à? Thấy đỏ quỷ nỉ hát hoài không? Ngon không? Ngon không? Hồi nãy tính dẫn mấy bạn nhỏ vô một cái lên quán. Mày làm nhau con nha, nhìn coi nè ăn. Có trên quận nhất có một quán. Mày nhìn coi, đừng kinh ơi. Ngon không? Bên. Rồi, cái này cứ thả cho ăn trà sữa nha. Rồi, cảm ơn cô Thi. Cảm ơn cô Thi. Cảm ơn cô Thi đi. Thở đi, nè con ăn cái này không cay nè. Cái này cay cho ba mẹ ăn đi. Cảm ơn cô. Sao lỗ này hát hoài đi ơi. Cuối cùng thì đi không có xe mà hôm nay cũng vừa chạy xe máy nhiều quá chạy không nổi. Cho nên cuối cùng ghé quán của gần nhà. Quán này bữa ăn ủng hộ một lần rồi. Hình như có hai đứa ăn nó không sơm lắm phải không ạ? Mỗi khi có đông có mấy bạn nhỏ sơm tụ ha. Trời ơi, ốc tiêu rồi, cu lâm rồi. Cu lâm. Dạ nghi dạ. Cu lâm kêu về mà. Hả? Cu lâm kêu về mà. Cái nè, cái này của sữa nè, cái này không cay của sữa nè. Ồ, mấy bạn nhỏ khoái ốc lên sầu dừa lắm. Ở trên quận nhất có. Sao trái gì vậy? Ốc ấy làm món ốc lên sầu dừa. Ngon lắm. Thấy Vĩnh mê lắm. Chua á. Nãy giờ chưa có ăn sò lông kìa. Mẹ cha, chua. Chua. Chua gì? Chua cho mấy mẹ cái nước. Ở cái này nè. Vậy hả? Cái đó có gì đâu chua con? Con giống con cảm giác như mấy con ốc con lấy. Toàn không có con nào có con nào. Vậy hả? Con hút hết cỡ luôn không được. Hút mạnh vô. Ngon tuyệt vời không sữa? Ngon hết sảy hay sao? Không hợp ra. Hả? Không hợp gì? Cái này nè. Này cái ốc mày. Cái này không hợp. Nếu như mình lấy cái mặn á, mình lấy cái ngọt là sẽ bị không tốt. Đúng rồi, cha hiểu mà. Cái một cái món trứng muối là mặn, cái món kia là ngọt ngọt có nước cốt dừa. Nên chấm với nhau không tốt, không hợp phải không? Đúng rồi, ý sữa nói vậy đó. Đừng có ngậm nữa nè. Để có. Mấy cái cua mà ăn mình vô á là con đồng heo. Ừ. À cái cô kìa.
Rồi ăn nữa không? Ăn nữa không? Mẹ lấy sò đẹp cho con ăn nha. Đừng ngậm muỗng nè. Ăn giỏi nè. Cái nỉ. Cái nỉ. Cho quên. Cho xin lỗi. Này cái nào mà cha hay á, là cha phải nói cái nỉ. Ừ. Đây. Cảm ơn. Mẹ đừng có nhúng. Mẹ đừng có nhúng trứng. Cảm ơn mẹ. Nhiễu nhúng nhiễu mẹ. Mặc quá đi hết. Sữa ăn thế này quá, nãy giờ sữa không có mời cha. Mời cha. Có gì đâu ăn. Nè nè, con nè. Đâu. Coi sữa nè, chấm 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 nhâm nhâm vô. Ở chấm gì hai thứ vậy? Đúng rồi vậy, chứ mới ngon. Vậy mới ngon. Đây mà nãy nó không hợp. Cho cha. Thôi con ăn đi. Cảm ơn gái. Nó không ăn cái lấy lại ăn liền luôn. Không mời thêm đường tiếng nữa. Không mời thêm đường tiếng nữa hả? Hả? Mời đường tiếng nữa sao tôi ăn hả? Rồi anh hai ăn nè. Ăn được cái hết nước lần xong ở trên cái quán ốc đó đó. Bữa mình ăn á, người ta cũng có bán mang về nữa. Thì cha đi công tác có gì cha gọi cha đặt về cho tụi con ăn được không? Ta giao cho mình. Hình như bên điện thoại cha có cái rồi. Ừ, cha có chụp số. Nhưng mà bữa coi con thấy mẹ chụp số. Không ăn gì đưa em ăn. Đâu sữa Bin gọi chị Na chị Mũi coi. Chị Na coi. À hai chị đi học. Chưa có ra. À, thì chị Mũi đi học rồi. Thôi mình ăn trước đi. Nãy mình đi mình cũng có rủ rồi. Trước khi đi con có rủ nè. Coi bà sữa bà chấm bà... chấm trứng muối kìa mà cô chú anh chị. Ăn ngon quá ta. Ngon lắm, trứng muối ngon không con? Ngon quá. Ngon không con? Ăn đàng hoàng. Có rau hả? Ăn được rau hả? Mốt hai đứa con đi review ẩm thực ha. Ha. Giới thiệu. Xem okay. Ơi. Rồi vô giới thiệu ơi, giới thiệu món này. Xem nha. Rồi xem sao. Rồi xem giới thiệu mà cô chú anh chị ơi. Nhúng. Cái hộp hộp với nhau đi. Cái ngầu. Giờ xem đây. Ăn đi. Ồ, tuyệt vời, ngon quá. Dạ, cô có khoai tây bơ đường kìa. Cảm ơn cô. Cảm ơn cô. Con ăn cái trà nước. Trà sữa ngon không? Còn cay không? Ngon không? Nãy em khen đi cho cô, ngon cô vui coi. Ngon, dạ ngon. Mẹ biết con làm vậy. Trà sữa ghé ăn ủng hộ cô Thi Hòa luôn nha. Bố. Nghe không? Trả lời. Bố, vậy nè. Đó. Đây chân gà nướng. À cho ông chọn chân gà hấp. Ăn nữa phải không? Không. Giờ dạ, ăn nào ăn khoai tây phải không? Khoai tây của con kìa. Chân gà có cái tay kìa. Không có cái mình cái gì. Bước bán tiếp theo. Thôi đừng có chồng lại. Đừng chồng. Không không con chồng biết nghe cái nội thiết. Ờ đi. Cho gọn gàng lại, người ta chầm cho gọn gàng lại để người ta kéo cái đĩa khoai tây qua người ta ăn kìa, thấy không? Nóng hả con? Nè nè. Mẹ ơi. Mẹ ơi hết nước rồi. Đâu khoai tây đâu, khoai tây mình sang chấm gì mình ăn nào? Bùn với hợp bơi. Mình phải trước khi mình phải hỏi chút. Trước khi mình làm sao thở vậy phải không? Cánh này đứng cao quá. Chị. Hồi nãy cô có nói cô nói hơi hơi rồi. Tại sao muốn ăn nên nóng không? Nóng quá. Nóng không? Cái sầu riêng đó sữa. Sầu riêng hay bơ chưa? Bơ.
chấm bơ nữa chứ, bơ ngon. Chứ để tắm mình được. Đâu anh Hai ăn được cánh gà được. Ồ, anh Hai ăn chân gà. Rồi, cảm ơn cô. Lát cha phải phụ, cảm ơn cô nhiều ạ. Con có đem nhiều món nha cô. Cái gì? Tôi có đem nhiều món. Sao vậy? Ăn không hết không? Dạ đúng. Ăn hết bỏ muối là ai là mua không? Nhiều món luôn đi, đi đi cho mấy chị. Đúng rồi, sữa lúc nào cũng vậy đó. Lúc nào cũng nhớ mấy anh chị á. Mua đồ chơi là để xin, năn nỉ, khóc lóc ỉ ôi. Bị la hay bị đòn là bị một mình. Mà tới chừng mua là mua cho anh Hai nè. Đó, đầu tiên là nghĩ anh Hai con nè. Hỏi nha. Rồi thứ hai là nghĩ tới Ốc Tiêu, Lâm, rồi tới chị Na, chị Mụi. Anh Hai. Đúng rồi, anh Hai. Sao sữa thương mọi người quá à? Sữa hay mua đồ cho mọi người quá à? Hả? Tại con thấy người ta không có được chơi đó nè con. Thấy tội nghiệp con mua. Vậy hả? Ai? Ai tội nghiệp? Nhưng mà cho con thì con là đứa trẻ, con là đứa trẻ nghèo nhất lớp mà. Đúng không? Bữa nay con còn nghèo nhất lớp không? Không. Sao vậy? Vậy bữa nay con hết nghèo rồi. Bữa nay con thoát nghèo hả? Sao vậy? Chưa hết. Sao con hết nghèo hả? Được nhanh vậy sữa. Hả? Sao nay con hết nghèo vậy? Tiền đâu con có mà con hết nghèo? Không, hôm nay con bớt nghèo rồi. Hết nghèo. Sao con hết nghèo sữa? Hả? Sao con hết nghèo? Hả? Không. Nè, bà hai gái. Cha hỏi nhà tại sao con hết nghèo qua trở lại đi. Sao nay con hết nghèo vậy? Tại con có dịch gì vậy nè. Xong cái con được đi ăn ốc mẹ, giờ con hết nghèo rồi. Vậy hả? Con hết nghèo con được đi ăn ốc. Con vui không? Con vui chưa ha? Con còn buồn? Dạ con vui rồi. Bữa nay con đẹp không? Nay con rít được. Lao cho em mà. Bữa nay con đẹp hay là con còn xấu nhất lớp không? Dạ con đẹp. Sao nay con đẹp rồi? Đúng rồi. Sao vậy? Dạ đúng rồi, tại hôm. Tại sao hôm qua con xấu mà hôm nay con đẹp? Dạ tại ông bà chị ơi, tại con được ba mẹ dẫn đi chơi á mà con hết nghèo à. Ý là sao nay con đẹp nè hả? Dạ đi. Sao bữa nay con hết đẹp rồi? Bữa sau bữa nay con đẹp rồi hả? Đúng. Sao bữa nay con đẹp à hả? Cha hỏi kìa, bữa nay con đẹp chưa? Dạ đẹp. Sao đẹp? Bữa trước con còn xấu mà sao nay con đẹp rồi? Đây con hết nghèo rồi. Con hết nghèo rồi con tự nhiên con đẹp phải không? Nghèo cái này không ngon. Bơ không ngon. Bơ không ngon đâu mẹ. Bơ không ngon chút nào. Trời, những cô Tuy cũng buồn lắm á. Mà bữa sau nay con đẹp vậy? Sao đẹp? Lý do sao mình đẹp? Hả? Hết nghèo là đẹp hả? Kỳ vậy? Hả? Nghèo và xấu hả? Nên con hết buồn chưa? Xấu nghèo giàu có thì hợp chung nhau. Trong lớp có ai giàu nhất? Hả? Ai giàu nhất? Đúng quá, ai giàu nhất? Chỉ có bạn em mới già vậy, có bạn mới nghèo thôi. Dạ hả? Ai nghèo nhất? Dạ có mẹ. Lớp con ai nghèo nhất? Cái tay này không có nắm được. Hả? Sữa ơi. Ai khó khăn nhất? Mẹ không có nắm tay nè. Hả? Bình thường con cay được. Hả? Sữa lau tay cho bạn. Sữa lau tay không có nắm tay con. Trong lớp con ai đẹp nhất? Mẹ còn cái lau cho em mà. Trong lớp con ai đẹp nhất sữa? Hả? Sữa trong lớp con đẹp nhất không? Đẹp đúng rồi, con lớp con trước khi con ăn con đi về con ăn hết liền. Con ăn hết cái tô cháo luôn. Ừ. Vậy là con đẹp nhất không? Chị sữa có muốn ăn gì thêm không? Dạ thôi. Nhưng mà chị sữa dạ. Ăn không? Dạ ngon. Có cái nào không ngon không? Nói cô ơi. Có nào không ngon không? Nói cô đi ơi. Dạ, chính là chân gà. Chân gà đâu? Chân gà cay. Chưa ăn mà. Chưa ăn mà. À, thì nó chưa ăn nè. Ủa, chín cắm dính đường tùm lum. Sữa
đường ít thôi, ăn không đi con, lượng đường nhiều quá, béo phì mập mới xấu á, xấu là nghèo đó, nghe không? Chống quá trời đường kìa. Này lấy cái đường chống bên đây, bên đây. Mốt đừng có buồn nữa nha không? Ông bà cô chú anh chị thương con lắm á. Ngon quá. Nghe không? Ngon quá, bà đi cô tú. Chắc cô giáo con tí lấy bà qua cô giáo nó hồi phải con đi con lao tay về con ăn cái nhà đi, con ăn đường nha. Dạ. Con lao tay không chấm đường nhiều. Ăn chân gà đi, ăn ốc đi. Nè, nêu nè, cái món con thích nè. Chừa tay đi, mẹ chừa tay cho, thì con nêu nha. Ăn hai chân gà nè. Ngon anh hai tuyệt vời không? Dạ, sao anh hai? Món này sao mẹ anh đừng hai? Mẹ đường ngọt quá. Ừ, ăn ngọt không tốt, ăn ngọt gì không tốt nha. Mẹ lấy hết đường. Ừ. Dạ, bây giờ con lại con nha. Mẹ lấy hết. Lấy cái gì đó? Lấy hết. Lấy phần khác. Ok. Rồi. Ngon không con? Con ăn nghêu đi. Chia sẻ ông bà cô chú anh chị ơi. Mẹ kêu nghêu. Chúc anh hai với chào đi với ta được không? Chúc rồi, chúc rồi cho nhắc đi với ta. Đây, có món nghêu của sữa nè. Nghêu, sữa thích ăn nghêu lắm á. Nè. Lượng nghêu cho sữa ăn nè. Con lượng đường. Này có nhiều món nhưng mà món xíu xíu rồi, có hai món này chưa ăn sao? Bên chợ ăn gì? Cà đẹp của bên bên. Cà lông rồi. Mẹ ăn hỏi. Nãy giờ quay bên trà sữa Thái Vĩnh mẹ ngồi cô ăn hết giữa cà lông mà cô chú. Nãy giờ không để ý. Đây. Mẹ Ngọc làm lê lệ luôn. Cảm ơn cô. Mẹ không nói rồi. Cô hỏi con bỏ đá không kìa. Con bỏ đá không? Cô hỏi con bỏ đá không? Dạ có đá rồi. Cảm ơn cô. Dạ thôi. Cảm ơn cô. Mẹ để đá, mẹ để nước nha. Lấy cái đũa gấp lên nè. Ngon không? Liếm một cái quá. Cái gì cũng cay á, bữa nay có làm đâu có cay đâu ta. Cay đâu? Bữa nay sao ăn cái gì cũng cay vậy? Chào con. Nói gì? Sao nãy không lấy đá? Đổ hay gì kìa? Giờ cái đó giờ không cầm lên. Anh hang nghêu đi để nghêu nguội không ngon nè. Dạ. Tuyệt vời nè. Sữa ăn nghêu chưa? À dạ. Ăn nghêu chưa? Ừ. Giờ con ăn nghêu đi, mẹ làm mẹ. Nghêu luôn nha mẹ. Còn ấy nữa kìa. Một. Ủa mẹ gấp nghêu cho sữa hả? Ừ. Ừ, bà lấy mấy con là bà lấy mấy cái nĩa vậy hả? Con ăn kiểu này rồi cô chú rửa chén mệt sao? Thì con lấy cái nĩa được rồi. Để rửa đây rửa nha. Lấy sữa đi rửa chén nha. Sữa hay là lấy hết hay là một cái nĩa thôi? Đúng rồi. Sữa đây rửa chén nha. Được rồi, sao quá. À, số liệu vậy hả? Ăn sổ lụi vậy mới đủ đô à? Mẹ sổ lụi vậy đó cho em. Anh nhớ có lần nó nguyên cái khó nghiêu là lấy ra hết cái đĩa một cái đĩa vậy đó. À. Bỏ cái đĩa không có nước. Ăn vậy mới đã không? Để tiếp. Tiếp mới đủ mà. Cay rồi, thích hài rồi. Xấu xí. Ăn đi. Ăn đi. Có bị thanh giấy đúng không mẹ? Bao đêm gì à? Chút về. Sữa còn quên mà con sữa còn nhớ bài một tiếng anh buồn không ta? Sữa còn nhớ không? Bình dân sang chơi gì đâu có ngứa dòng em ơi anh ơi. Em chỉ màu tim lùng bình. Anh đòi qua sông hả? Bằng em mua tiếp lung bình. Em cười nhưng anh em môi rằng anh hơi nghĩ đi. Rồi em một sao khi trầu cao sân hâm một màu áo cưới cô dâu. Anh nhé mà mồi đi lung bình. Anh hồi tại sao em lại yêu quá, em không bình. Em cười nhưng anh em người.
đừng chết người đâu. Trời ơi, con ba ăn rồi trời ơi, ai mà nuôi nuôi nổi con ba ăn vậy ta. Rồi ngày hôm nay tiếp sữa. Đang ăn. Sữa hát mà. Sữa hát mà giờ mấy cô nghe mẹ gạt nghe mắc cỡ luôn. Rồi ngày hôm nay đi. Rồi ngày hôm nay em mới đặng vui vẻ người ta. Em đã quên câu hè. Mẹ có ai không? Ai? Rồi ngày hôm nay em nỡ đành vui với người ta. Em đã quên. Trời ơi, coi kìa con, mọi cô chú trời. Ngon không? Ngon không con? Chiều ăn cơm. Tốt rồi. Ở nhà ăn cơm rồi không mà cô chú chiều mà đi ra quán ăn vậy đó. Hàng chi từ sữa phúng phao phúng phính vậy đó. Còn anh hai thì ăn ít hơn nhiều. Ông ơi, cầm cầm cái gì vậy? Mày để xuống đi uống. Cay rồi. Cha chưa ăn gì luôn á. Cha quay sữa với bên ăn luôn á. Ăn đi. Còn hai con nè con. Đưa chén lên để. Hết rồi hả? Rồi để mẹ kêu cô làm thêm. Đưa cái chén không có bóc tay, đưa cái chén. Dù rồi hư. Cũng có rồi. Hai con á, nhớ hai con một lửa hết rồi. Không đủ đô ra vậy em. Chị nó. Mê nghiêu quá. Bữa nào mẹ nhà mẹ chiều chiều nấu cơm mẹ. Luộc nghiêu cho mấy đứa ăn đúng không? Con nghiêu rồi đó ăn phải. Rồi ngày hôm nay em nỡ đành vui với người ta. Em đã quên câu hàm ban đầu. Nó trong từng màu. Tiếng qua sương buồn bình đơn côi bao tình già với môi tình ta hương dòng sông mới vắng còn đòn tình ta nhớ nhẹ cầu hòn ở nhạc ngông màu tím lung bình tiếp lục bình trên sông trôi về đâu con nước lưng lờ ơi lục bình ơi sao người ta đi mãi không về thì chẳng còn bên tay em yêu nỗi riêng tung tình em chung tình với ai chuyên anh chẳng được tình chung hết giỏi quá. Cảm ơn chú Thạnh đi, cảm ơn chú Thạnh sáng tác cho con nghe đi. Con hát đi. Chào chú dạ. Thạnh. Đừng ngậm tay. Nó không giữ lắm á. À chú Tuân mới không giữ, đừng ngắm đừng có móc tay. Dạ. Mà con bữa con nghe em nói chú Ngọc Hạnh nè. Chú Tuân mới không giữ. Chú Tuân đóng cái phim trình nổ á. Ừ. Tập cuối có chú á. Ừ. Chú ở đại ca sợ ơi, con đừng có lấy cái nữa không đưa cho mình. À con biết gì rồi. Chú Phong là mã vàng. Ừ. Còn chú gì nữa? Hay chú gì nữa? Chú Trương với lại chú Trương với chú Tìm đừng có liếm nữa, mua nẻ nào. Chú Tìm nè, rồi chú Trương. Có một khúc hai chú chạy hay gì. Bao tìm. Trời cái mồi. Đây là fantasy rồi, những thế giới hả? Thiệu gì không hiểu nổi. Không. Không. Xong chưa? Bây giờ thì tới lượt trao nha. Rồi hai bạn nhỏ chào tạm biệt bà cô chú đi. Nè. Sữa ơi. Cảm ơn bà cô chú theo dõi video con đi. Cảm ơn nè. Dạ chào tạm biệt quý bà cô chú anh chị ạ. Bà cô chú một đứa theo. Hẹn gặp lại. Dạ. Ngon. Nè mẹ. Dạ.
Chúc quý ông bà cô chú anh chị thật nhiều sức khỏe nha. Dạ, hẹn gặp lại ạ. Bao nhiêu ra thì con tiếp nè. Con up lên đi. Cô làm móng tay cho con đó.